Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối thứ bảy nhiều niềm vui. Và bản tin chào buổi tối của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC mong muốn được góp thêm những thông tin và những câu chuyện thú vị vào buổi tối ý nghĩa đó của quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 3 tháng 12, tôi là Lưu Phước. Còn tôi là Vi Dung và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Mặc dù phải chịu nhiều lời chê bai nhưng mà bộ trang phục nặng 45 kg của Việt Nam vẫn giành giải nhất trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia 2016. Cùng theo dõi một giá hầu đồng ngay tại trường quay chào buổi tối và tìm hiểu về tín ngưỡng thờ mẫu vừa được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong khi phần đông phụ huynh đều không muốn con nghịch bẩn, thì tại Singapore, phụ huynh lại sẵn sàng chi tiền để con được vui chơi với bùn đất. Chính quyền một thành phố tại Pháp phải dùng đến biện pháp xét nghiệm ADN phân chó để xác định chủ nhân và xử phạt vì để vật nuôi phóng uế bừa bãi. Mở đầu chương trình sẽ là một tin vui từ đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia 2016 vừa diễn ra tại Ba Lan vào đêm qua. Dù chịu nhiều lời chê bai chỉ trích, song bộ trang phục mang tên Sen vàng Việt Nam nặng 45 kg và dài 3,5 m của nhà thiết kế Lê Long Dũng do người đẹp Khả Trang mặc vẫn giành giải nhất phần thi trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia này. Và đây cũng là lần đầu tiên mà người đẹp Việt Nam giành chiến thắng trong một phần thi ở các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Đại diện Việt Nam Nguyễn Dư Khả Trang sinh năm 1992, sở hữu ngoại hình gợi cảm cùng với chiều cao 1m78, đã đoạt giải trang phục dân tộc đẹp nhất và lọt top 25 mỹ nhân xuất sắc nhất của cuộc thi. Trái với nhiều lo ngại về thiết kế nặng nề và rườm rà của bộ trang phục, không mang được hồn cốt của văn hóa Việt Nam như áo dài truyền thống, bộ váy sen vàng mà Khả Trang đã đem đi thi một lần nữa cho thấy những bộ trang phục cầu kỳ độc đáo thường gây ấn tượng và dễ đoạt giải. Trong khi đó, trang phục áo dài truyền thống bao lâu nay đã được nhiều người đẹp Việt đem chuông đi đánh xứ người, nhưng để tạo được sự cách tân táo bạo và đột phá cho áo dài vốn không dễ. Nắm bắt được xu thế này, nhà thiết kế Lê Long Dũng đã tạo ra bộ trang phục phù hợp với tiêu chí đánh giá của các giám khảo quốc tế. Cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia 2016 diễn ra tại Ba Lan với sự tham gia của 70 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả cuối cùng, vương miện Hoa hậu thuộc về người đẹp Ấn Độ Srinidhi Ramesh Shetty. Còn nhớ là trong một chương trình chào buổi tối gần đây của chúng tôi thì chính nhà thiết kế Lê Long Dũng cũng đã chia sẻ về ý tưởng mà anh đã thiết kế ra bộ sen vàng Việt Nam này cho người đẹp Khả Trang đi thi Hoa hậu siêu quốc gia. Theo anh thì trang phục này có sự kết hợp giữa sự mạnh mẽ của cha Lạc Long Quân và sự mềm mại thanh thoát của mẹ Âu Cơ. Và hình ảnh trên phần tay thì được lấy ý tưởng từ hoa sen là quốc hoa của Việt Nam. Bên cạnh đó là những vòng xoáy uốn lượn tượng trưng cho biểu tượng rồng tiên. Đặc biệt là bộ áo thì có chiều dài tới 3 m và đuôi dài 3,5 m, nặng gần 45 kg, được coi là rất là hoành tráng. Vâng, dù là có rất là nhiều những ý kiến chê bai bộ trang phục này không toát lên được màu sắc văn hóa Việt Nam, nhưng mà theo kinh nghiệm của một người đẹp từng đi thi quốc tế thì những cái bộ trang phục lộng lẫy hoành tráng như vậy lại thường có khả năng cao ghi điểm với ban giám khảo. Và kết quả bất ngờ mà Khả Trang đã giành được thì đã chứng minh cho điều đó. Và như vậy thì chúng ta mới thấy là nghệ thuật thì không giới hạn, chuyện khen chê là rất bình thường, và điều quan trọng là chúng ta dám sáng tạo, dám đương đầu với thử thách. Một nam thanh niên 18 tuổi đã may mắn tìm lại được khuôn mặt của chính mình sau khi trải qua 4 cuộc đại phẫu trong hơn 3 năm qua. Đây là kỳ tích ngoài mong đợi không chỉ của người bệnh mà của ngay cả những y bác sĩ, bởi trước đó thì nam thanh niên đã có khối u khổng lồ ở mặt và từng được điều trị ở rất nhiều bệnh viện nhưng mà không thành công. Để có được khuôn mặt lành lặn như hôm nay thì em Lê Trung Tuấn ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã phải trải qua 4 cuộc đại phẫu. Ca phẫu thuật cuối cùng vừa kết thúc cách đây không lâu và các bác sĩ đã tái tạo gần như hoàn thiện lại gương mặt cho chàng trai sinh năm 1988 này. Được biết là ngay từ nhỏ Tuấn cũng có khuôn mặt lành lặn và sức khỏe bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác. Tuy nhiên đến năm 11 tuổi Tuấn xuất hiện khối u ở mặt. Theo thời gian thì khối u dần to lên và lấn áp toàn bộ khuôn mặt, khiến em không thể thở hay là ăn uống như bình thường. Gia đình đã đưa Tuấn đi điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng không thành công. Rất may đến năm 2013 thì Tuấn được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec và chuyên gia tạo hình người Mỹ giáo sư Mackay McKinnon phẫu thuật và giúp em tìm lại khuôn mặt. Theo các bác sĩ thì ca bệnh của Tuấn tương đối phức tạp khi được chẩn đoán là xoang sản lan tiền vỏ sọ và khối u trên mặt là khối u ác tính. Nếu không tiến hành phẫu thuật cắt bỏ sớm thì nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của bệnh nhân là rất lớn.
Chắc hẳn quý vị và các bạn vẫn còn nhớ một người ngoại quốc rất nổi tiếng sau khi anh đăng những bức ảnh chụp hồ Linh Đàm, Hà Nội với bao cao su và rác thải phủ trắng một góc hồ cách đây chưa lâu. Đó là anh Benjamin, 34 tuổi, quốc tịch Australia. Và sáng nay ngày 3 tháng 12, thì anh Benjamin và nhóm Linh Đàm Xanh đã cùng 200 em nhỏ tại các trường mầm non trên địa bàn chung tay nhặt rác làm sạch môi trường tại khu đô thị Linh Đàm. Chúng con chung tay bảo vệ môi trường, hành động vì Linh Đàm Xanh hay hãy cho tôi rác. Đây là những băng rôn khẩu hiệu mà hơn 200 học sinh mẫu giáo mang theo khi tập trung tại sân tổ hợp chung cư HH của khu Linh Đàm để tuyên truyền bảo vệ môi trường sống. Các em nhỏ được Benjamin và các tình nguyện viên hướng dẫn phân loại rác, sau đó đến từng quán ăn để nhặt rác. Vì trên địa bàn khu đô thị có rất nhiều hộ kinh doanh và ý thức người dân chưa tốt nên là rác bị vứt tràn lan trên vỉa hè ngõ phố. Khu đô thị Linh Đàm có diện tích chỉ 200 hectare nhưng có dân số lên tới 70.000 người, tương đương với một huyện, sau khi một loạt các tòa chung cư giá rẻ được đưa vào sử dụng tại đây. Vâng, môi trường sống ở xung quanh chúng ta thường thì trở nên ô nhiễm một phần xuất phát từ cái tâm lý sạch nhà bẩn ngõ của rất nhiều người. Rõ ràng là ở trong nhà thì chúng ta luôn mong muốn và cố gắng để mọi thứ được sạch sẽ, nhưng mà ra đường thì bạ đâu là xả rác đó. Đó là chưa kể tới một thói quen rất là xấu mà tôi thấy khá phổ biến ở những người dân thành phố, đó là những gia đình có nuôi chó, nhưng mà trong gia đình thì bởi vì ở thành phố không có đất, không có không gian nên là họ sẵn sàng buổi sáng dắt chó ra ngõ hoặc là ra một cái khoảng đất trống ở ngoài đường cho chó đi vệ sinh và dắt chó về và không dọn dẹp gì cả, và hậu quả là sự ô nhiễm cũng như là những cảnh tượng rất là phản cảm. Vâng, đó là còn chưa kể đến cái việc là sáng ra khi mà chúng ta đi ra đường không để ý thì rất dễ sẽ bị dẫm vào những cái bãi phân chó như vậy. Những lúc mà như thế thì quả thực là nạn nhân đều vô cùng bực bội, và thậm chí có người thì còn đã phải chửi thầm chủ nhân của những chú chó đã phóng uế bậy bạ như vậy ra đường. Vâng, không phải chỉ riêng người Việt Nam của chúng ta mới có cái tính xấu này đâu ạ, mà ở một đất nước văn minh như là Pháp thì vẫn có rất nhiều người nuôi chó có thiếu ý thức như vậy. Và một giải pháp mà thành phố Béziers ở phía nam của nước Pháp đã áp dụng đó là tiến hành xét nghiệm ADN phân chó để có thể tìm ra chủ nhân của con chó phóng uế đó và xử phạt. Theo đó thì mỗi con chó được đăng ký nuôi hợp pháp trong thành phố Béziers phải được lấy mẫu bệnh phẩm và lưu lại thông tin trong kho dữ liệu. Khi thấy phân chó ở trên đường thì các cán bộ sẽ gửi mẫu về phòng thí nghiệm để xét nghiệm ADN. Kết quả về danh tính của con chó gây tội cũng như là chủ nhân sẽ được công bố ngay sau đó. Với mỗi lần vi phạm thì chủ nhân của con chó sẽ bị xử phạt số tiền tương đương với hơn 1 triệu đồng Việt Nam. Quy định này cũng không phải là quá lạ lẫm ở trên thế giới, bởi vì trước đó thì việc xét nghiệm ADN phân chó đã được áp dụng ở Israel, ở Canada và trong các khu căn hộ phức hợp tại 43 bang của nước Mỹ. Tuy nhiên thì nó lại tỏ ra không mấy hiệu quả khi mà chủ nhân của các con chó thì đều cố gắng rũ bỏ trách nhiệm của mình. Vì thế mà nhiều nơi đã tăng mức tiền phạt lên cao ngất ngưởng. Đơn cử như là tại Italia thì mức phạt là 500 euro, còn tại Mỹ thì mỗi con chó phóng uế bừa bãi, chủ của nó thì sẽ bị phạt $60 tiền xét nghiệm cùng với $50 tiền xử lý hậu quả. Vâng, hiện tại thì ở Pháp mới chỉ có một thành phố là Béziers ra quyết định này, và nó thì dường như là đã đi ngược lại với suy nghĩ của người Pháp. Thực tế ở các lối đi bộ ở Paris, các du khách thì cho biết là họ rất dễ dàng để có thể nhìn thấy những con chó đi vệ sinh trên đường, và một số chủ nhân của chúng thì đã không dọn dẹp gì cả sau khi mà những con chó đi vệ sinh như vậy. Và người Pháp thì họ cũng có cái lý riêng cho vấn đề này. Cũng giống như là nhiều nền văn hóa ở trên thế giới thì người Pháp họ cũng có một số điều rất là mê tín, và như là coi việc dẫm phải phân chó là một điểm may mắn là khác hẳn với chúng ta. Vâng, cho dù là có mê tín hay không thì cũng không nhiều người nuôi chó sẵn sàng là xử lý cái hậu quả mà con chó của họ gây ra ở ngoài đường. Nhưng mà cũng nhờ thế mà có rất nhiều người đã kiếm được bộn tiền nhờ cái dịch vụ là dọn dẹp vệ sinh như vậy. Và hiện nay thì tại Mỹ có cả những cái phần mềm trên điện thoại giúp cho chủ nhân có thể tìm kiếm những cái người để đến dọn phân chó ở nhà người ta. Người sử dụng dịch vụ thì có thể trả tiền theo từng lần hoặc là thậm chí trả tiền theo tháng. Vâng, và cũng tại Mỹ thì có một công ty có tên là When Dury Coast, thành lập vào năm 2001 là chuyên dọn phân chó. Và đến nay thì công ty này đã có hơn 500 khách hàng quen thuộc hàng tháng, và doanh thu của họ mỗi năm thì lên tới là 4,5 triệu đô la Mỹ anh Phương ạ. Một ngành rất là mang lại doanh thu đúng không? Và tiếp theo đây thì vẫn là một câu chuyện về vệ sinh. Hầu hết các bậc phụ huynh thì đều có suy nghĩ là chúng ta không nên cho trẻ nghịch bẩn vì như thế thì sẽ khiến cho trẻ mắc bệnh đúng không? Tuy nhiên thì theo các nhà nghiên cứu thì việc nghịch bẩn cũng sẽ mang lại những lợi ích nhất định cho trẻ. Và chính vì thế mà mới đây các bậc phụ huynh tại Singapore thì đã có những quyết định đi ngược lại quan điểm chung là bằng cách họ trả tiền để cho con họ được chơi bẩn. Và mỗi cuối tuần thì trẻ em ở Singapore sẽ được đưa đến một khu vực trồng đầy cây xanh. Chúng được đi chân đất, nhảy vào những vũng bùn và học cách băng qua những con suối. Kết thúc buổi dã ngoại thì người của đứa bé nào cũng lấm lem đầy bùn đất. Ý tưởng này do tổ chức Nature Play, tổ chức quốc tế khuyến khích
phương pháp giáo dục bằng cách cho trẻ tiếp xúc với tự nhiên khởi xướng. Và theo đó thì mỗi phụ huynh sẽ trả $30 cho một buổi học ngoài thực tế. Ban đầu thì phương pháp giáo dục trên được Nature Play áp dụng tại Anh và sau đó thì được đưa vào Singapore với sự hỗ trợ của một doanh nghiệp xã hội. Họ tổ chức hai lớp khác nhau và mỗi lớp diễn ra vào thứ sáu, lớp còn lại diễn ra vào thứ bảy hàng tuần. Địa điểm tổ chức thường là các khu rừng ở phía tây và phía đông của quốc đảo này. Và cây cối thì phải thấp và tầm vừa, sườn đồi thì không quá dốc để đủ cho các trẻ có thể leo và không gây nguy hiểm. Ban tổ chức thì không bắt buộc một phương pháp nào cụ thể để những đứa trẻ có thể vượt qua thử thách. Tuy nhiên thì các em phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc là không được làm tổn thương người khác hay là gây hại cây cối cũng như là môi trường xung quanh. Trên thực tế thì học trong thiên nhiên chính là phương pháp truyền thống của người Nhật. Người Nhật thì chúng ta biết là họ rất coi trọng thiên nhiên rồi và họ đã tận dụng mọi cơ hội để mình và các thành viên trong gia đình có điều kiện hòa mình vào thiên nhiên và đặc biệt là đối với các em nhỏ. Các thầy cô giáo ở Nhật thì cũng tin rằng là thiên nhiên chính là lớp học tuyệt vời nhất cho mọi đứa trẻ. Vì thế mà họ tận dụng tối đa thời gian có thể để cho các em học sinh của mình được nghịch nước, vầy bùn và nô đùa thỏa sức với thiên nhiên. Vâng, các nhà nghiên cứu thì cũng khuyến khích là các bậc phụ huynh nên cho con mình tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều hơn, trong đó có cả việc nghịch đất chẳng hạn, bởi vì là trong đất thì có một loại vi khuẩn lành tính có khả năng kết hợp với các hoạt chất của não bộ để sản xuất ra một cái gọi là serotonin, được coi là hormone hạnh phúc và khiến cho người ta luôn cảm thấy vui vẻ và phấn khởi. Những đứa trẻ đi chơi về đều có tâm lý này đúng không? Và không chỉ vậy thì khi chơi nghịch đất như vậy thì trẻ sẽ tiếp xúc nhiều với các loại vi khuẩn và cơ thể của trẻ thì sẽ tự sản sinh ra các kháng thể và chống lại vi khuẩn này khiến trẻ khỏe hơn. Tất nhiên thì chúng ta vẫn phải cho con chơi trong cái sự kiểm soát của mình, không phải lúc nào và bất kỳ chỗ nào chúng ta cũng cho trẻ chơi đúng không? Thưa quý vị, chỉ còn gần 3 tuần nữa là đến ngày lễ Giáng sinh. Tuy nhiên lúc này thì các cửa hàng đồ chơi trên khắp thế giới đã vô cùng nhộn nhịp và tưng bừng. Đặc biệt là vào dịp cuối tuần như là ngày hôm nay, bởi vì các bậc phụ huynh thì đang đổ xô đi mua đồ chơi cho những đứa trẻ của mình. Vâng, và một trong những cái món đồ đang được tìm mua nhiều nhất trong các cửa hàng ở trên thế giới cũng như là tại Việt Nam đó chính là cái đồ chơi trứng nở có tên là Hatchimals. Mặc dù là nó có giá không hề rẻ vào khoảng $60, tức là khoảng 1,3 triệu đồng Việt Nam, nhưng mà nó vẫn khiến cho các bậc phụ huynh sẵn sàng rút hầu bao của mình mua ra cho con mình. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao nó lại hấp dẫn như vậy. Nhà sản xuất Spin Master đã đặt các món đồ chơi khác nhau vào bên trong mỗi quả trứng lớn làm bằng nhựa. Và đến một lúc nào đó thì một sinh vật bé nhỏ từ bên trong sẽ tự chui ra. Để làm cho trứng nở thì người chơi phải tương tác với vỏ cảm ứng của quả trứng. Và khi người chơi gõ nhẹ vào quả trứng, Hatchimals sẽ gõ lại. Khi người chơi đập mạnh vào nó thì nó sẽ sáng lên và phát ra âm thanh. Sau khoảng 30 phút chơi liên tục thì chú gà Hatchimals sẽ tự chui ra từ trong quả trứng. Điểm đặc biệt của món đồ chơi này không dừng lại ở đây, mà Hatchimals trưởng thành trong một vài ngày hoặc lâu hơn và nó sẽ chập chững biết đi và cuối cùng trở thành một Hatchimals trưởng thành. Người chơi có thể cho Hatchimals ăn bằng cách chạm mỏ vào súng sàn. Nó sẽ trở nên hiếu động như là một đứa trẻ, thậm chí nó nhảy nhót, lặp lại lời nói của đối phương và di chuyển khi vỗ tay. Hatchimals còn biết chơi game cùng với mọi người ở giai đoạn trưởng thành. Vâng, trẻ nhỏ của chúng ta thì luôn tò mò và thích những điều rất là bất ngờ và đã đánh vào cái tâm lý này, cho nên là những đứa trẻ rất là thích cái sản phẩm mà anh Phước vừa mới giới thiệu. Đồ chơi trứng thì chính là một trong những sản phẩm kích thích sự tò mò của trẻ nhất, bởi vì trẻ nhỏ sẽ không biết là ở bên trong quả trứng đó là cái gì. Và việc này thì cũng giống như là việc mà những đứa trẻ khi mà khám phá một thứ gì đó rất là mới mẻ thì nó luôn tò mò và tạo được cái sự hào hứng cho chúng. Vâng, tôi thấy là trẻ con có một tâm lý là thích mở tủ, thích mở ngăn kéo, thích mở túi người lớn và thích mở ví nữa. Đó chính là tâm lý của trẻ. Và những câu hỏi ví dụ như là tại sao, vì sao, như thế nào thì luôn là những câu hỏi mà trẻ đặt ra, khiến cho người lớn đôi khi cảm thấy rất là khó trả lời đúng không? Và cũng vì khó trả lời mà chúng ta sẽ gạt trẻ đi rằng là hỏi gì mà hỏi nhiều thế, và lâu dần thì cái cách mà chúng ta từ chối trẻ như thế thì sẽ khiến cho chúng mất dần cái thói quen muốn tìm hiểu và muốn khám phá. Vâng, nhưng mà tôi thấy là khi mà những đứa trẻ hỏi chúng ta là cái việc này con nên làm như thế nào hay là cái trò này con nên xếp như thế nào, chúng ta thay vì cái việc là sẽ giúp con làm ngay việc đó thì chúng ta nên trả lời con bằng cách là con có thể tự suy nghĩ đi và con có thể tự làm đi, thì như vậy sẽ kích thích được cái trí não của trẻ, chúng có thể tập và chúng ta thì cũng sẽ rảnh rang hơn với cái thời gian chơi cùng con. Vâng, chị vừa nói tới điều này thì tôi nhớ tới một cuốn sách có tên là Con nghĩ đi và mẹ không biết của nhà báo Thu Hà. Và tác giả thì của cuốn sách thì không làm một bà mẹ biết tuốt trả lời tất cả mọi câu hỏi của con, và
chị cho rằng là những cái người cha người mẹ mà luôn luôn sẵn sàng giải đáp cho con những câu hỏi của chúng thì cũng giống như là các thầy cô giáo luôn đưa sẵn những cái văn mẫu ở trong học bàn cho đứa trẻ, và như vậy là tước đi của trẻ cái quyền tự vật lộn với những vấn đề, với khó khăn của mình. Và chính việc vật lộn đó thì mới giúp cho các tế bào não sinh sôi và phát triển, và chúng trở nên thông minh hơn. Và câu nói rằng là con tự nghĩ đi, mẹ không biết, đó chính là giải pháp để cho con thì tự lập, còn mẹ thì tự do. Quý vị đã trở lại cùng chúng tôi trong chương trình Chào Buổi Tối, và bây giờ là thời lượng của tiểu mục Chuyện Tối Nay. Vâng, thưa quý vị, như vậy là sau 2 năm đệ trình lên UNESCO, tín ngưỡng thờ mẫu của Việt Nam hay còn gọi dân dã là hầu đồng thì đã trở thành di sản văn hóa. Trong đời sống hiện nay thì tín ngưỡng thờ mẫu chủ yếu là được cộng đồng biết tới qua khái niệm hầu đồng, và cũng là hình thức mà diễn xướng chủ yếu của tín ngưỡng này. Và cũng đã có một thời gian dài thì tín ngưỡng thờ mẫu và diễn xướng hầu đồng không được phép vận hành bởi vì là các biến tướng có liên quan tới dị đoan. Tuy nhiên thì nhiều năm gần đây tín ngưỡng này đã được nhìn nhận lại với quan điểm đa chiều hơn, và trong đó thì những yếu tố về văn hóa truyền thống, âm nhạc và nghệ thuật diễn xướng được giới chuyên môn đánh giá khá là cao. Và đó cũng chính là nội dung mà Chuyện Tối Nay của chúng tôi sẽ đề cập đến. Và trước khi mà gặp gỡ với vị khách mời đặc biệt của ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy cùng xem một trích đoạn Giá Ông Hoàng Mười ngay trong chính trường quay của chúng tôi lúc này.
Vâng, xin được cảm ơn nghệ nhân dân gian Hoàng Tiến Hưng với một trích đoạn trong Giá Ông Hoàng Mười. Và xin được nói thêm là trong số thập vị quan hoàng thì Thánh Ông Hoàng Mười là một trong những vị tồn tại nhiều dị bản về thân thế. Trong nhiều truyền thuyết về xuất thân của Thánh Ông Hoàng Mười, nhiều người nghiêng về giả thuyết Ông Hoàng Mười chính là Nguyễn Xí sống ở thời Hậu Lê. Ông Hoàng Mười được thờ tại đền mang tên ông ở Hưng Nguyên, Nghệ An. Trong số thập vị quan hoàng thì chỉ có Thánh Ông Hoàng Mười và Thánh Ông Hoàng Bảy là hay về ngự đồng. Khi mà ngự đồng thì Thánh Ông Hoàng Mười thường diện long phụng, thêu chữ thọ và đầu đội khăn xếp, thắt dây vàng, châm cài tóc màu vàng. Khi mà ngự đồng thì có khi là ông lấy quạt lên để làm sách và lấy bút để làm châm, vừa đi vừa ngâm thơ hoặc là giả động tác của dân lao động. Vâng, đó là một chúng tôi cung cấp cho quý vị. Và một lần nữa thì chúng tôi rất cảm ơn nghệ nhân dân gian Hoàng Tiến Hưng đã dành thời gian đến với chương trình của Chào Buổi Tối với một trích đoạn Thánh Ông Hoàng Mười, một giá hầu vừa rồi rất là đặc trưng. Và một lần nữa rất cảm ơn nghệ nhân ạ. Vâng, câu hỏi đầu tiên thì Vi Dung xin được dành cho nghệ nhân Hoàng Tiến Hưng, đó là một người đã nghiên cứu và giảng dạy cũng như là tìm hiểu về hầu đồng rất là nhiều năm, thì nghệ nhân có thể cho khán giả được biết là mục đích của hầu đồng là gì và vì sao mà từ đâu mà chúng ta lại có hầu đồng như ngày hôm nay? Xin chào quý vị khán giả xem truyền hình của VTC14. Chào các phát thanh viên. Như chúng ta đã biết là những cái ngày gần đây thì cả nước nói chung và những người con của mẫu nói riêng rất là hân hoan, tự hào về cái việc là cái đạo lội của chúng ta, cái quốc đạo của chúng ta, cái tín ngưỡng thờ mẫu của chúng ta là cái tôn sùng về người mẹ được thế giới công nhận, được một lần nữa được toàn cầu tôn vinh. Đấy là một cái vui mừng khôn xiết cho cá nhân tôi cũng như những người mà đang phụng sự ở các cửa đình thần Tam Tứ Phủ. Và nó là một cái mà xóa oan được cho hàng nửa thế kỷ xem nó như là một cái thứ mê tín dị đoan, và rất là hân hoan. Ngay kể cả như cá nhân tôi lúc này thì còn đang rất hân hoan. Vâng, tức là cái niềm vui đó với chúng ta vẫn đang rất đỗi là hạnh phúc ở thời điểm này, đúng không ạ? Vâng, vậy nghệ nhân có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết là mục đích của hầu đồng là gì và từ đâu, từ khi nào mà chúng ta lại có cái hình thức hầu đồng cho đến ngày hôm nay như vậy ạ? Thưa quý vị, thì cái mục đích của hầu đồng thì tôi nghĩ rằng là nó có rất nhiều mục đích. Mưu cầu quốc thái dân an, mưu cầu được cái ấm no hạnh phúc. Và như chúng ta biết thì cái vị thần chủ của đạo mẫu thì chính là Thánh Mẫu Phủ Giày. Thì chúng ta nó là một tôn sùng một người mẹ, một người phụ nữ mà có sự đấu tranh, có nhiều thứ để mà đem lại cho được ấm no hạnh phúc, mưu cầu tới cuộc sống hiện tại, cũng như đã rất nhiều lần tôi chia sẻ với quý vị xem truyền hình và quý vị học sinh, sinh viên và các đạo đồng, thì đấy, cái đạo của chúng ta nó có cái giá trị mà hơn tất cả những các đạo khác, đó là mưu cầu cho những con người ở cái cuộc sống hiện tại được ấm no hạnh phúc và một cái sự được công bằng và làm phát quang được cái hình ảnh người phụ nữ. Vâng. Nghi thức hầu đồng của chúng ta thì có vị trí như thế nào trong tín ngưỡng thờ mẫu ạ? Nghi thức hầu đồng thì làm có một đóng một vai trò quan trọng nhất định. Nó là cái then chốt, nó là cái chốt của trong cái tín ngưỡng thờ mẫu. Trong tín ngưỡng thờ mẫu mà được UNESCO công nhận thì nó có rất là nhiều. Nó có từ trang phục, từ nghi lễ rất là nhiều. Nhưng cái việc hầu đồng thì nó là một cái yếu tố chốt. Nó như cá với nước không thể thiếu được. Nếu nói đến tín ngưỡng thờ mẫu thì là phải nói đến hầu đồng, và nói đến hầu đồng thì phải nói đến tín ngưỡng thờ mẫu. Vâng, chúng ta biết là tín ngưỡng thờ mẫu là thờ tứ phủ, nhưng mà tại sao UNESCO lại vừa rồi thì lại chỉ công nhận thờ mẫu tam phủ là di sản? Nghệ nhân có thể lý giải điều này được không ạ? Thưa các bạn xem truyền hình và biên tập viên, điều này là một điều mà câu hỏi rất là hay. Bởi vì trong những cái ngày qua, từ khi mà thế giới, những cái giây phút đầu tiên mà thế giới vinh danh chúng ta thì là vinh danh nghi thức thờ mẫu tam phủ của người Việt. Vì vậy mà cái này nó rất là quý giá. Bởi vì thưa các bạn biết là trong tam phủ thì có tứ phủ, và chúng ta chỉ biết là về các bạn về Phủ Giày hay về bất cứ một
cái điện thần thờ mẫu nào thì chỉ có ba bà mẫu thôi và không có bao giờ thờ bốn bà mẫu cả. Và ở đây thì chúng ta hiểu là bà thần chủ là bà phù dày, thì bà là ở cái ngôi vị vừa là thiên phủ và vừa là địa phủ. Vì vậy mà cái nghi thức thờ mẫu tam phủ mà mọi người đang hỏi đây, nó có phải là tứ phủ không? Dạ xin thưa có, bởi vì là thánh mẫu phủ dày của chúng ta là thánh mẫu ở cái ngôi vị thần chủ, bà là chủ của đạo, và ở trong tam phủ thì có tứ phủ, trong thiên phủ thì có địa phủ. Vì vậy mà cái tam phủ này nó còn được xem như là một cái nội đạo, nó còn là một cái gốc căn bản của việc tín ngưỡng thờ mẫu mà có từ khi thánh mẫu Liễu Hạnh tới nay. Vâng, chúng ta vẫn biết là bản chất của việc hầu đồng đó là con người chúng ta có cái sự giao tiếp với các vị thần linh thông qua các ông đồng bà đồng, và qua đó thì các vị thần linh sẽ về để giúp chúng ta thăng hoa hơn, để ban tài ban lộc. Chúng ta vẫn được hiểu là như vậy. Vậy thì không hiểu là cái điều này thì nó có thật hay không, và nếu như nó có thật thì đó có phải là mê tín hay không, thưa nghệ nhân? Cái việc là hầu đồng nó là mê tín không, xin thưa với cả quý vị, nó không phải là mê tín. Và cái hình thức nhập đồng đó thì cũng như tôi đã chia sẻ, nó là một cái hình thức Saman, nó là một cái sự, một trạng thái nhất định của cái sự thăng hoa. Mà cái ông đồng bà đồng là cái vị trí trung gian để cho các vị thánh thần được qua cái nhân vật cụ thể đó là ông đồng bà đồng để mà nhập vào, để giáng trần, để mà ban phát, thay các ngài để ban phát lộc tài, ban phát sự ấm lo hạnh phúc, ban phát những cái mưu sự cho những con người ở trong cái điện thần đó hay ở trong nhân dân của chúng ta. Vâng, một lần nữa thì chúng tôi rất cảm ơn nghệ nhân dân gian Hoàng Tiến Hưng đã dành thời gian đến với chương trình của Chào Buổi Tối, và những cái chia sẻ vừa rồi cũng như là chúng ta một lần nữa rất là vui mừng về cái thông tin là UNESCO đã công nhận hầu đồng là di sản văn hóa của nhân loại như vậy. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn nghệ nhân. Thưa quý vị, với người dân Việt Nam thì việc tín ngưỡng thờ mẫu được công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại là một tin vui, một niềm tự hào, và sẽ càng tăng thêm trách nhiệm của chúng ta trong việc là gìn giữ cũng như là phát triển tín ngưỡng này. Hy vọng là câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi đã giúp quý vị hiểu thêm về tín ngưỡng thờ mẫu cũng như là hình thức diễn sướng hầu đồng. Bởi vì để có thể gìn giữ bất kỳ một giá trị văn hóa nào thì điều đầu tiên đó là chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa cũng như là giá trị của nó. Vâng, và thời lượng Chào Buổi Tối ngày của chúng tôi ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.